Xin chào bạn. Hôm nay đại lý Inac Tuấn Đức tôi sẽ giới thiệu bạn cái mẫu bồn tiệu có cái mã hiệu là AFU-600 VDC. Đây là cái loại cảm ứng bồn tiệu tự động, sử dụng pin đặt sàn ha. Thì cái này là cái phần rốn tiệu nha bạn. Thì cái phần đặt đối với tiệu đặt sàn này á, thì nó sẽ giúp chúng ta sử dụng nơi công cộng, phù hợp cho từ trẻ em đến người lớn. Nó giúp chúng ta sử dụng mọi được mọi lứa tuổi khác nhau. Và ngoài ra thì nó được tích hợp là cái bộ cảm ứng ở trong cái bộ phận phía trong này, và giúp chúng ta, có nghĩa là chúng ta sẽ lắp cái bồn tiệu này không cần phải tường 20, và việc sửa chữa thay thế cái van cảm ứng nó cũng dễ dàng hơn. Thì cái mẫu này hiện tại là đang được cung cấp ở đại lý Inac Tuấn Đức chúng tôi. Quý khách cần mua sản phẩm này có thể liên lạc với tôi theo số điện thoại hotline hoặc click vào trang tdm.vn để xem giá bán cũng như đặt hàng trên website chúng tôi. Cảm ơn, xin hẹn gặp lại ở những video clip sau. Xin chào.